cái giò dễ cao cũng chết. Hello cả nhà, bữa nay đang lên nhà của bạn Thẳng nha. Có gì mua một vé, gọt vé còn đục tiêu à. Câu cá giò lên, bữa nay cúp điện rồi, chết ba sung nổi rồi. Chơi quá dễ ơi. Không, coi nó táp không? Con dế đồ ngon mà. Chê mày. Mà cái nó dễ ăn không? Mau ăn không? Có cơm hay là gì nữa vậy? Tôi kiếm cho anh bác rồi. Bắt con ốc đập. Bắt con ốc đi. Kiếm con ốc đập cái là ăn à. Bắt con ốc đập cái là câu ăn chín chân à. Ủa mà đặt chim chín thiệt à hả? Nó bật mà không dính. Để tao bắt con ngàn cái. Để bắt con ngàn cái. Còn hai con nữa. Hay vậy? Ý, tiền đó. Còn hai con nữa. Con này nhiêu tiền? Con này nếu mà tầm dân đại gia để ngắm vào thì cái con trong đục mày chắc ở 5 tỷ mới cho ra. Ồ, ngon vậy? Để tôi đặt cái máy quay đây luôn nha ta. Cho bắt cận cảnh con chim nó bay vô. Tao mới để luôn nè, xong rồi tự. Còn hai con nữa. Dạ không, phải bạn, để cho. Cái này nó bật chuột nè, đụt nhí. Ủa là cái bẫy gì đây, bẫy thiệt luôn á hả? Ồ. Con Thẳng hả? Ừ. Thả đi. Tự tao thả mày. Thôi nè. Tao bắt tao thả ra chim này, tao bắt làm gì chim. Tao không bắt gì. Nhà tao đâu bắt đâu. Thẳng nó không có nhà bắt chim nó thả nha mọi người ơi. Rồi xong. Chút xíu về nó chửi. Ê à, không phải. Dẫm mà, dẫm. Rồi bỏ tỏi vô đi, xói rồi kìa. Tắt lửa cái nút đi. Bữa nay là mình chơi thử thách. Cho anh Thẳng ăn hết trơn cái tô này nha. Mình ăn không? Cái gì? Không má cầu cá không có cá rồi anh em ơi. Nãy bắt con chim nó ăn luôn được rồi. Đó. Chim nó nãy làm được 7 tấn. Ừ. Nước dừa. Để soi cái đi. Gì vậy cô? Một cái làm gì đó, ba cái dùng lại. Ba cái mẹ. Cái hay. Ê, hay đó đồ. Cái ông mà bữa tao mày đó, ông bữa văng lưới đó. Nhậu chưa? Nhậu đi. Ông bữa văng lưới tao mày bữa giấc tối tao ngủ lan đó. Gì nhớ? Ồ, hay vậy chiếc xe đạp mới tinh luôn ha. Đạp hết nổi rồi. Xịn quá, đạp hết nổi rồi. Vô đây cản chửi chiếc xe luôn trời. Chiếc xe nó có làm gì đâu. Ồ mát tiếng Khmer hả? Cái ông bữa hổm mà bữa. Một cái lẩu chả thập cẩm chiều mưa. Đừng có quậy, cho nó ấy. À, gồm có đâu mày dở dở lên cái đốt chả cá màu dừa thôi, chả cá màu dừa mặn rồi đậu bắp đậu mà đi câu cá không dính rồi cái
không trả luôn. Ủa cái thuốc ở đâu rồi nhé? Thuốc nẫn á. Đây là mắm nha bà con, cô bác. Mắm sống, mắm sống, mắm sống. Đó. Chưa ghém. Chuối sáp đó là đi mà nấu cái vụ lẩu ba ba là ngon lắm á. Ê hồi nó hai thằng đó nó có nói chuyện không? Hồi hai thằng đó đó. Đó 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 đó. Đưa ra ngoài đó. Cái gì? Hồi nữa nó có nói chuyện không? 5 giờ á. Không có lo à, không lo à, không. Lo rồi. Ờ hên quá. Nó cũng la mà mày. Chính nữa mà. Con không là bác sĩ à. Chưa luôn bà con cô bác ơi. Bởi vì nhìn thấy cũng có điều kiện là thấy ăn mặc cũng sạch sẽ đó. Như là tỉnh vừa lầy thôi. Vừa lầy đó. Tỉnh được rồi, tỉnh cũng được đó. Tại dân hát tiếng hát toàn là đổi ra mà vẫn đồ đó không? Không ăn dây nữa đó. Có xe đạp chạy không nổi thì dắt bộ à. Chạy chính chưa? Chính rồi. Má cà cá hồi nó lôi không bắt tiêu luôn. Trời ơi, hết mồi rồi dễ gì còn mà lôi. Nó tan, có đó chứ để lâu nó tan. Nó gã chưa? Còn kìa, lỡ chút xíu rồi nó kéo tiêu cây đâu luôn rồi. Hồi dính còn cái vồ nữa. Cả cái gì? Cái sặc. Sặc á. Đem người ta đặt vớt. Cái nào ta xấy kìa. Vô luôn mọi người ơi, vô luôn anh em bà con cô bác thằng sai. Bữa nay qua nhà của bạn Thẳng chơi. Bạn Thẳng hết tóc mà bữa nay bị cúp điện rồi. Ở nhà nhậu. Lên đây cũng một ít thử thách anh Thẳng. Hai thằng câu cá sáng giờ không dính cá mà đi dính chả. Dính cục chả. Bằng cái tô vậy nè. Cái địa nó địa lâu năm, chắc bữa nào lên câu cá rô thì được. Vậy cái dồn, nếu mà cái dồn cái tình hình nó không ăn thì có rô thì im. Cái dồn quận không á mà không dính á. Không. Tao nay mai tao muốn đen lên cầu. Không có rô, không phải câu cái dồn. Thì tao 20 năm không tắt đó. Bởi vì dính cái rô mình bành xiền không hết được cái lóc cái chơi nữa. Mà sợ mà nếu mà cái dồn với có cái đại tượng được không? Có được. Tại cái đại tượng được nhiều quá là cái rô nó không ở. Tôi được ít lắm. Thì đó tao thả bự nhiều bự rồi. Giờ chắc bự lắm rồi. Tại có mấy con cá này cá kia là cái gô nó không có ở nữa, tại vì nó cái cá này tưởng năng tạp chứ lắm. Cá là ngon, dai không? Có thể chở cái hắc lát mới ngon mà. Hắc lát thì nó mắc. Cái chầm. Chở cá là nguyên chất mà. Thôi. Còn mấy chở cá mình mua chợ là bột không. Cái hắc lát. Nhiều. Cái hắc lát mà cái hắc đồng mình nha, cái đó lát luôn cũng dở. Chứ sáp là mày ngon mày. À, cái hắc lát thì nó cũng nuôi là nhiều chứ đâu có mà đồng nhiều đâu. Có cái đồng cũng mắc nữa. Mà nó mắc cái đồng ký đâu 70 ngàn á. Ừ. Hồi nãy mình thiếu một món nữa. Ngon hả? Sắc miếng ngon. Ngồi ôm ngồi gai được á. Mà tháng này ngập chắc bữa hôm chắc chết hết rồi đó. Người ta cầm. Có ngồi gai á. Ngồi ôm cũng được. Ngồi ôm ngồi hai thứ luôn. Bỏ vô nó thơm liền. Tao nói tao xuống với mày tao cắt ba ăn đồ ăn xuống với mày bỏ tủ lạnh để ăn. Quá trời luôn ở trong tàu. Trời ơi, bữa nào tao bắt về tao cắt theo. Cắt cho cỡ 1 ký 2 ký để bỏ tủ lạnh để dành ăn. Mời ghé nhà nha. Mắm mắm. Mắm với chuối chát. Có đúng bài luôn rồi. Ngon. Nãy nó ướp nãy giờ cũng lâu quá thấm rồi nè. Thơm ngon. 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 Con mắm này mày cảm ơn nó vậy. Con mua lâu rồi. Mẹ làm hả? Bà dạ. Không lấy cái tấm thớt chứ cái dao qua cắt mấy con cá sặc này ra nè. Nãy cho ăn lần lũng rồi nguyên con sẽ kiếm mắm, con mắm nó ra nhát cắn sao được đâu. Nuốt chậm luôn. Chậm luôn. Nó luôn. Nay xuống luôn. Vì nhầm người không có răng làm sao? Mày phải biết cái cảm giác mà nhưng không có răng chứ. Thì mày xuống luôn. Chứ được mà. Để nói cho mọi người biết ha. Để mọi người nghe chuyện này. Rồi rồi con mắm á nó có là thính như vậy nè. Đây nè. Nó có thính như này ha, em nghe câu chuyện mà hồi đó không biết là thiệt hay là Tiếu Lâm. Có hai ông vụ viền nhậu con mắm cá sặc. Là mắm cá sặc á, hai ông mà vụ viền. Người ăn cái uống ly, cái nút miếng. Uống ly cái người kia người nút miếng, hai người qua truyền lại cái. Ai uống cái nút miếng hoài vậy đó. Hồi con cá sặc nó cắn nhắc luôn. Đó, con nghe kể. Có thiệt không?
Có nghe con, nói đâu trong chùa đồ xấu gì đó. Có người kể. Đó là thuốc vô nhà mẹ chơi á. Có hai cha con, thằng rể với thằng mày vợ. Hai cha con nhậu. Nhậu mà có một dĩa mồi và dĩa khô chứ, dĩa khô chấm mắm me. Và nhậu 3 ngày 3 đêm. Tại vì trai cũng ngụ quyền, thằng con cũng ngụ quyền. Đâu có ăn mồi đâu. Rể hả? Mà nhậu xong cái rể với ông già vợ. Nhậu xong cái ông tí nhậu thằng con cũng không ăn mồi mà thằng rể cũng ăn mồi đó. Thằng nhậu cũng vuông mà. Cái nhậu xong mới còn mồi đụng bây giờ bỏ uổng quá. Đem cất. 3 ngày sau đụng nhậu với mồi nữa. Nhậu 3 ngày 3 đêm. Mà giao à hai con nhậu thằng nào xỉn thì ngủ. Mà tỉnh rượu là thằng nào tỉnh rượu thằng nó kêu thằng ngủ, nhậu nữa. Thằng 3 ngày 3 đêm luôn. Trời ơi tao lại luôn. Đâu, mình vừa cho mấy ăn kẹp mắm không? Ê ê. Đã, mặn thử miếng gì nhớ. Cái mặn này giống mặn mặn dừa này, cua em một dừa thử đi. Mặn gì? Mặn táo. Ờ mày ăn thử đi. Không biết cái mặn gì có tên mà người ta nấu đào đào gì đó. Cái mặn gì trắng trắng mà tao làm lẩu á ta. Ngon lắm. Hấp ăn ngon mày. Hấp hấp cá lóc. Trời ơi. Ừ. Nó đồng táp á. Nó nhà hàng mà nấu. Mình nó đang không có chồng. Mà công nhận nói vừa đám tiệc nha, dùng có làm đồ ăn ngon quá. Đẹp mình bắt, bắt. Trời ơi. Những cái món mà nó nó vừa ngon mà nó vừa lạ nữa. Còn của mình ở đây nó bình thường quá. Những cái đồ đám tiệc của mình đối với chỗ nào cũng vậy chứ. Không có sự không có trang trí đồ ăn như của người ta nhìn vô cái dĩa đồ ăn đó mình nhìn thấy bắt mắt thấy sợ. Ừ. Ngon, đồng hết đồ ăn ngon. Anh đi hai lần rồi đó giờ. Đi đám á, đồng tháp á. Chỗ nào ngon chứ. Bệnh này mình còn hơi thô sơ quá, nó làm học không có tới cái kỹ năng nấu sao. Ủa sao bay qua đi quậy vậy? Nó chịu lạnh nhậu đúng bài luôn ha. Trời trời mưa gió bỏ bụng. Đó, gió thổi vậy nó mát cơ ăn lẩu nó mới nó ngon. Mình kêu đưa giấy mưa rồi đúng rồi, tái trời mưa thiệt mà. Nhớ đó hút thuốc vụ hút thuốc. Thằng Nhã nó hút mà ba cái giấy nhủi của thằng Thẳng viết rồi nó hút chứ không bỏ. Hút thuốc rồi nè, nó hút tao nói mày cái điếu này mồi rồi phải không, chưa mới nửa phần nữa để một bên cái nhả lụm hút vừa chút xíu còn khúc thẳng bỏ một bên lụm hút cái không có bỏ luôn á. Con ông Thúi ở trong kia biết không? À. Biết ông Thúi không? À, nhà máy ông Thúi mà nghe rồi phải không? Mà biết ông Thúi không? Không biết ông. Nghe nhà máy ông Thúi rồi phải không? Đó là ông Thúi đó nha. Một ngày ông ngồi có một lần một à hút thuốc á. Đúng rồi, nghe ba nói ông hút vậy lắm. Ngày ông ngồi ông lắng một lần một qua tại vừa hết cái điếm này vừa tàn lắm cộng đứa khác ngồi nữa rồi ba hẳn đâu, đâu hút có lắm thì còn hút đâu hả đốt ngày hai gói ba về còn hút không hút gì như đó không giảm hơn trước rồi cái ông mà nãy ông Thúi nói là hút hai gô không à đây mặc cái áo mà bao ống túi mà giống ngày xưa đó túi nào cũng có hút ổng ấy có gói đi nghe hút gì lắm ông hút là một ngày là ông không ổng mọi nữa ông nói là ông quẹt có một lần một à tại vì hết đứa này ông dục khác ổng mọi nữa rồi. Chắc là nói gì thôi, không biết ăn cơm không có hút không? Không biết đi tắm không hút sao? Nó giàu lắm, em nói giàu lắm á. Tại mà nghe mấy người lớn ta nói chắc là nói nhà máy mà nghĩ sao rồi đó, nhà máy mà không giàu. Không giàu á. Lúc trước ba ăn thẳng còn làm chạy cua ở đây nè. Nó nói gì? Là điếu thuốc là vừa ha. Dục bỏ rồi là cái tay thò vô túi rồi đó. Dục bỏ cái gắn thuốc rồi là cái tay thò túi bóc phiếu khác hồi nữa đó. Má thì cá gọc gì mà con không biết con nào. Người ta hút thuốc hả? Càng hút đâu càng hút nhẹ lại. Hồi đó mới biết hút thuốc là hút hay go, cốt, vết từ cho nó nặng nặng hút cho đã. Có càng về sau cái còn hút nhẹ nó càng xuống lại. Tao mới nhấp nhấp lại chứ nếu tao bỏ biết về 4 năm 5 năm rồi. Nếu tao bỏ 2 năm bỏ. Tại đi chung mấy con quỷ nó hút riết phào phà vô mặt giết còn chịu không nổi. Tao bỏ 2 năm. Giống như cái thằng gì bỏ 4 năm 5 năm luôn đó. Bỏ 5 năm không. Bây giờ hút lại giống như là lúc lâu hút điếu gì chứ. Không có ghiền. Cái thằng này mà thằng tú em kể nè, không biết hút thuốc mà đứa cà phê với tú em á. Cái lại hai. Tốn vậy? Tú em kể gì? Thằng biết đâu nè. Cái gì nó nói không biết nhậu luôn. Không biết hút thuốc rồi, không biết uống cà phê với em thằng trả ngày. Giống như là hai ly cà phê, ba đứa thuốc. Đồ mà thằng này không biết hút thuốc nó tức. Cứ kêu gì hoài nó lỗ rồi, không biết hút nó lỗ rồi, tự biết hút luôn. Thì theo tú em biết hút luôn. Tú em cũng dạy tao hút thuốc đó, chó đẻ đó. Dạy tao chứ đen luôn của mình nên tao nữa. Tụi em đó nó cũng đâu có biết nhậu biết thuốc gì đâu đi theo với anh tao nè. Tính người tật lao tụi em hút thuốc rồi lúc chưa biết quen chưa quen mày nữa mày ơi.
tính ra tập hút thuốc cái ta tập hút thuốc cái tập nhậu của hư nhiều thằng lắm. Tao cũng đâu biết đâu đi chung thẳng nè. Cái tao chứ thằng đen cày dựng lên có đế chế truyền thuốc. Chơi mấy thằng đường nít á. Mày nhỏ nhỏ á. Mất cười lắm. Đi học á. Giang thẳng lúc mình học rồi đó thằng. Đi ra chơi được 5 phút à. Chạy ra còn xí rồi đó. 15 phút thì hút được đâu ra, còn 5 phút cũng chạy nữa. Chạy ra ngoài kéo một hai ngao cũng vô được nữa. Không thể lực bắt. Không thể vào đi bắt nè. Tao thẳng đầu đi trốn ngoài cái đường mà từ cấp 3 mà trong đường toilet mà quẹo qua. Chỗ ký túc xá. Hút cái hai mấy ông thầy ông bắt ông chặn người đầu nè, ở cái bên đâu hay đâu. Nhét cái thuốc vô trong cái quần. Hỏi thẳng kìa. Đập. Rồi. Té mà làm gì bắt được, khối không ra nữa. Khối nuốt luôn. Hồi đủ bánh nóng cái đùi chết mẹ mở ra cái quần lủng lỗ. Đó đó. Đó thì em phải học viện thuốc. Vô lết thuốc. Mà 7-8 thằng á. 7-5 thằng mà có lấy thuốc một à. Thằng hút hai nổi luôn á. Hút nóng mấy bà là cái tàn. Kéo xít nè. Nổ quét cái cái thuốc mà cái tàn nó dày nè. Cái thằng kéo sao á. Kéo thấy mẹ. Phỏng miệng luôn, phỏng cỏ luôn á. Nóng chết. Khúc lửa một khúc vậy nè. Ê, tại kéo cái thuốc đâu có được quá. Đâu. Thằng mà vui thì công nhận là nó nhớ lại biết. Tao hồi đó đi học chưa biết hút thuốc. Nghỉ học mới biết. Đó học tới lớp 11 rồi tao biết hút rồi. 11 lớn rồi, tao học lớp 7 là nghỉ rồi. Thi lại 7 môn. Má học hay ghê. Hay. Giống thằng nhỏ hôm qua quay phim đi á. Nếu mọi người coi coi cái khúc mà nó nói gì phải không? Tiếng Việt thì dốt, có thì hay, đúng hay thiệt. Thiên tài. Thiên tài. Thiên tài với thiên tài gì quên. Đặt tên là cái tên thiên tài mà. Nhóm bạn 10 điểm không? Gái tao nói gì? Gái tao vậy đấy. 10 điểm là giữa hai tay liền. 10 điểm. Gái tao kia nó 10 điểm là giữa hai tay liền. Nó mẹ cầu mà chắc tối tao mở cái bỏ lên một cái là vợ tao mới nghe nó cười á. Thế tao thấy cái bình thường tao có gì đâu ta? Trời phanh vợ tao trời. Mà nó lạ mẹ ơi. Giống như là bà người dân tộc nhưng mà nói tiếng Việt không rành á. À vậy đó hả? Có nhiều người lắm nghe. Giống như mình lên clip mình hay nói đó mọi người, cái vụ mà người mà Khmer đó có rất là nhiều người không biết tiếng Việt mình luôn, không phải là không biết nhưng mà không gần. Nói khu vực em sống là hồi đó mình có đi vô mà phát gạo rồi trong cái khu vực đó đó. Không biết nó tiếng Việt, không phải là không biết nó mà nó không có gần. Nó không gần. Ở đây cũng vậy nè, ở đây nhìn nhóc nè, đâu gần đâu. Nó không gần. Vậy hả? Mày chọc họ là nói mày ôm bụng luôn, mày cười ôm bụng luôn á. Nó vậy nè, không gần. Nó ăn không gần. Nó như ít giao tiếp đi, ít đi chợ nữa, có ngày đi ruộng đi đồng rồi thì sao mà. Còn trời ở trong xóm này người ta giống giao tiếp nhau khai men. Ừ. Vô trong chùa đục xấu đó. Có khi mấy đứa nhỏ nhỏ này ra là hóc tóc á. Cái là nói tiếng Việt đâu biết đâu. Nít luôn hả? Nhỏ luôn hả? Nó có đi học không? Nó chưa đi học. Ờ, chưa đi học. Tức là học mà nó biết 3-4 tuổi, 4-5 tuổi đó. Giờ nó cóc. Nó nói tiếng Việt, nó biết không? Cái mẹ nó nói. Chú nó tiếng Khmer nó mới biết. Giống như là ở trong nguyên một xóm ấp vậy, lâu lâu nhưng nó ít đi chợ rồi đó, thì sao mà nó biết. Chú Dương Thường công thông đó. Người Khmer gặp luôn. Ở trong người Kinh không thì sao biết nói. Nhưng mà Kinh nói tiếng Việt chứ không biết tiếng Khmer luôn. Còn mãi mới nở đẳng kìa. Nói người Kinh chính tông luôn á mà nó ở với vợ nói chuyện như gió như mây vậy đó. Bảo này người Khmer nói chuyện Khmer đâu gạnh đâu. Mà mới thấy đi là bộ ra bang đi đâu. Mày cái khi nào thấy Bảo nói tiếng Khmer không? Đó giờ mày thấy Bảo nói tiếng Khmer không? Không, tao hồi đó tao không biết người Khmer à. Nhớ nhìn nó không biết đâu. Hồi đó nhìn tao không biết luôn nha. Tao không biết nè. Mẹ nó mới thấy bộ đang ba tính lúc chạy đang chạy lên đây nè. Mẹ nó người Việt. Ba mẹ vậy mày ba mới chạy ngang rồi phải không? Vậy chứ mày nói vậy chứ tao lúc trước đó, tao quen vợ tao á. Chứ tao cưới luôn á. Đi vô chổng vợ tao không biết tao đó mà. Tao cưới gọi luôn á. Con tao hay bị nói nè. Cuối cùng mà vợ mày giờ biết cái mẹ không? Nói thì nó hiểu thôi chứ đâu mấy. Bà thấm á, bà nó biết. Số tao là mấy số là nói được hết trơn luôn á. Chứ mình thấy được không? Được. Đồ nó nấu gạch, đập rau. Người Việt mà nấu ra mấy gạch luôn á. Má làm nó gạch luôn á. Trời mấy người bỏ dùng rồi đó, có mấy bà rồi mà kể về. Mấy đồng gái là người Việt mà.
qua chính tông luôn, việc gì mà nấu pha pha luôn. Mấy khu vực mà Khmer nhiều đó, mày đi chợ một cái toàn là người Khmer, mà biết tao nói chuyện Khmer không đó. Bữa hổm lại tao với mày đi chợ Trà Phiên mua tôm đó.